Ma giá Nam Mô Sang Kha giá, con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng rồi. Đây ông bà. Quá gát quá răng Arahato sammā sambuddhassa Brahmacarokkhadipati sahambati Sāthāsatāvaracchakacchādhika Dese tuthammaṁ anukhambhimaṁ vacaṁ Evam sambhati brahma bhagavantam ayachata Dunghipa vena tang buddho arunaryati vacaya Tangha buddha ayah dena Amang ba ye thi tham ma tôn A tô ba phu ti sam bu tho A nu na tham ma de sa năng Ma ga wa sa ni de se si Sa tăng na a thi wa sa kham Te na sa thu a yo pan te De se du tham ma de sa năng Sabariya barichaya anukhambhavivatawen Thở Phật mới đạt thành quả vị có sa hàm ba thi phạm thiên cả trong thế giới các miền thánh cao quán chung cần chuyên đạo màu hiện trước Phật đê đầu đảnh lễ xin ngài tế độ nhân
chúng sanh trong khắp cõi trần tội mê điên đảo không phân tội tình, cầu Phật tổ ao minh ai trước hiện hoài linh tỉnh giấc diệu, hoàn cai đạo pháp cao siêu tu hành đều đặng kết nhiều thiên duyên, thế toàn được mãn nguyện quyền quý, con hết lòng hoan hỷ tán dương. Nhưng vì hoàn cảnh đáng thương không đành bỏ mặc lạc đường làm thinh, chúng sanh vốn đa tình lẫm bậc không thâm đau chân tinh giả tự vô thường khổ não chấp ta, ngày nay sơ ngộ thiết tha nhờ ngài xin mở lượng cao dài đắng dài chuyển pháp luân diễn giải diễn ngôn, chúng sanh nghe đặng pháp môn thoát vòng khổ não dập dồn bấy lâu, giải thoát nhuốm nghìn sầu cáo thúc việc tham lam ai vượt vòng, tội tâm sẽ được sáng trong phát sanh tuy tuệ hiểu thông tin tường tổng hòa thao lẽ vô thường vẫn dòi ba tiếng trong ba cõi mỏng manh, vô minh duyên của các hành cõi căn nhân dẫn chúng sanh luân hồi biển trần khổ nổi trôi chìm đắng, bị ngũ ma vài đắng chuyển đi vậy nên cầu lắng từ bi tao tiền bắc tương tinh bờ niết bàn chẳng dinh trần ai như đèn rồi suốt trong ngoài chiếu tia răng khắp các loạn tương kính như vai bụng trên được luật như mặt trong vật đường vô minh tư diệu đế đo bình diệu trọng giống của tan giấc mộng trần gian, chúng sanh tất cả bốn hàng như sáng trong nước vinh quang luôn chờ trời lỡ mọc tận nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tán bụi hương pháp màu ánh sáng phi trường diệu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoan Phật nhận lời những chân dĩ hơi quyết lòng mở đảo dạy đời nhắm vườn lâm giả ngày giờ chẳng sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh dự pháp từ đó là nhổn kiều trần như được nêm hương vị hữu như niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vạn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều hạnh phúc lành mãn duyên cả tam giới thừa duyên phổ cập đám mưa lành rỉ khắp thế gian bởi nhân cớ trích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn tử bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Dạ nam mô bút tha giá dạ chị đàn ông có gì cho biết là hôm nay là vị nào thuyết giảng? Dạ, con kính mời Đại Đức hoan hỷ giảng bài học hôm nay cho chúng con là số 179. Giờ con xin nhân biết lại cho Đại Đức ạ. Dạ, thì chúng ta biết là cái dung pháp cú của chúng ta đó thì nó bị hạn chế bởi thứ nhất là không gian, thứ hai là chúng ta mới nghe pháp một chiều. Nghe pháp một chiều á, nó cản trở cả vị pháp sư và cả những người nghe pháp, nên là vị pháp sư phải cố hết sức để mà giảng giải một cái bài pháp. Còn nghe pháp xong mà được một thời gian nó 2 chiều á, những cái gì thắc mắc mà để hỏi lại á, thì trí tuệ nó sanh lên cả 2 chiều và những cái gì nó được lột cho vậy chúng ta mới được nghe một chiều, do đó là đương nhiên là nó không thể đầy đủ được nên là chúng ta phải hết sức hoan hỷ với cái điều đó và những cái gì tốt đẹp nhất thì chúng con chỉ nói cho quý vị những cái đường vào. Nếu mà có dịp chúng ta sẽ hội ngộ một cái thời gian nào đó để đàm luận được các pháp thì nó mới đúng như lời Đức Phật dạy để mới thấu hiểu được chân lý được. Bây giờ thì chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo. Arahang samma sambuddho phagava buddhang phagavantang apivadimi sakkhato phagavata thammo thammang namassami
Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sangham Namasami. Con xin niệm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi tam bảo, đức Phật đấng từ bi vô thượng, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn đức pháp bảo, pháp bảo mà đức Thế Tôn khéo thuyết là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành tất cả các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có được duyên lành tinh tấn thực hành theo giáo pháp của ngài, người ấy chắc chắn sẽ được hưởng an lạc đời này đời sau và chấm dứt sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có gieo được những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là thành tựu các hạnh lành ba la mật và liễu ngộ được niết bàn. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền xuất ân, ngạ quỷ phi nhân Atula Diêm Chúa. Và nhất là phước báo này kính chia đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa. Xin quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa và tinh tấn lắng nghe diệu pháp và phát triển trí tuệ, ngõ hầu thấy được lý tứ thánh đế ngay trong đời sống của mình. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, hôm nay thì chúng ta học về cái chương thứ 14 phẩm Đức Phật. Đúng ra là phải nói là cái phẩm bậc giác ngộ thì mới đúng. Nhưng mà đây thì là phẩm Đức Phật. Khó quá, phải không? Cái này khó quá. Nhưng con chỉ nói sơ thôi. Cái phẩm này chút nữa con chỉ nói những cái điều gì cốt yếu tán dương Đức Phật một chút xíu thôi. Và còn chúng ta thì hãy đi vào pháp ngài dạy. Chứ còn chúng ta đâu có phải là cái gì đó để mà tán dương theo cái kiểu mà làm sao mà đủ cái trình độ mà để tán dương ân đức Phật được. Chỉ một phần thôi. Còn chúng ta phải chú trọng đến lời dạy của ngài. Và bây giờ thì chúng ta đi vào cái phần đầu. Trước khi đi vào phần đầu, con xin đọc cái câu kệ này. Cái câu kệ này thì gồm có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất là giác sát chí tăng nào quá chi giác tí. Câu thứ hai là chí ta mát sát nô gia tí cô chí lô kê tăng bút tháp ma lăn tác gô chắc răng áp bát đăng kê nát bát đê nát nết sa tháp. Và ở đây ngài dịch văn xuôi là Đức Phật là vị có hành xứ vô biên, không để lại dấu vết bước chân. Người sẽ dẫn dắt ngài theo lối đi nào? Chiến thắng của ngài không bị đánh bại, không người nào ở thế gian đạt đến chiến thắng của ngài. Câu này thì chúng ta phải nói là tất cả những cái vị ma lực, uy lực cỡ nào đi chăng, chúng ta phải hiểu cái câu này rất là sâu sắc. Cái từ ngữ đầu tiên thì chúng ta biết là cái từ giác xá. Giác xá là cái từ giá, nó là một cái đại từ quan hệ và nó có nghĩa là chỉ cho ai hay người nào, những cái người nào hay là ai đó. Còn cái từ chí tăng, chí tăng thì chúng ta biết là nó là động từ của nó là chi tắc tí. Chi tắc tí, cái căn của nó là căn chí cộng với tá. Và ở đây thì nó là danh động từ thuộc trung tánh và chia theo chủ cách. Cái nghĩa của nó là sự chiến thắng, sự chiến thắng.
không còn sự chiến thắng hay là sự bất bại. Và cái từ la quá chi giá tí, la quá chi giá tí thì chúng ta biết cái căn chí cộng với giá cộng tí đó, nó là một cái động từ bất biến. Ở đây thì nó chia theo thể hiện tại là bị đánh bại. Bị đánh bại cái nghĩa đó, nó chỉ cho là phía dưới hay là hướng đi xuống, hướng xuống. Còn cái căn chí của nó, cái nghĩa là chiến thắng mà lúc nãy chúng ta vừa biết đó. Còn cái từ giá xá hay là giá đó thì chỉ cho người nào, những người nào, của người nào. Còn cái từ giá tý, giá tý thì chúng ta biết căn của nó là căn gia, căn gia cộng với tý, đó là động từ. Và ở đây là cái nghĩa của nó là đạt đến hay là đi. Từ bút thăng là chúng ta biết rồi, căn của nó là căn bút, là bút, tức là nghĩa của nó là sự hiểu biết hay là giác ngộ ha. Danh từ bút thăng là danh từ lam tánh, ở đây chia theo đối cách và chỉ cho Đức Phật hay là bậc giác ngộ không? Tiếp theo nữa là cái từ nô, nô giác tí cô chí lô kê đó, lô tức là lá, lá đó là bất biến từ không, không. Là lô kê thì là cái thế gian ha, lô kê là thế gian hay thế giới. Lô kê ở đây, cái hành xứ ở đây đó, chúng ta biết cái lô kê này nữa này, lô kê ở đây đó là mắt là lô kê này, tai là lô kê, mũi là lô kê, lưỡi là lô kê. Mà sắc giới là lô kê, nhĩ tỷ thiệt là lô kê trong cái bài kệ này. Bởi vì ở đây là cái hành xứ mà đó, hành xứ, hành xứ là 18 hay là 18 giới hay là 12 xứ ở đây đó. Lô kê trong cái bài này là tức Phật thông suốt hết, tức là ví dụ chúng ta thấy rằng ngài ngài đang thuyết pháp như vậy nhưng mà trong tích tắc là ngài đầu cái thiền diệt trong sắc la rồi đó. Chứ không phải là chuyện chúng ta thấy, là nếu mà trong cái bài kệ thì cái nghĩa đó chúng nữa chúng ta mới thấy việc chiến thắng không bại ấy, là chúng ta tán dương Đức Phật và chúng Đức Phật đang thuyết pháp như vậy nhưng mà trong nháy mắt là ngài đã, thậm chí ngài có thể nhập vào thiền quả định hay là nhập vào cái thiền diệt trong những cái sắc la đó rồi. Và cái từ là antara gocharan thì chúng ta biết là một cái hợp từ an cộng với antara cộng với gochara, nó là một cái nhóm từ ở đây chia theo lam tánh đối cách, là có hành không có giới hạn. Thì chúng ta biết nè, Đức Phật đang ngồi ở đây nhưng mà cái thiên nhãn của ngài là đã thấy được chúng sanh đang sanh và tử ở cõi nào rồi. Mặc dầu chúng ta ngồi đang tiếp xúc với Đức Phật bình thường như vậy, các con của Ngài đang tiếp xúc với Ngài bình thường như vậy, nhưng mà với cái trí, cái sự mà giác ngộ của Ngài, Ngài đang ngồi đó, Ngài đang nói chuyện với Chư Tăng đó, nhưng mà với cái thần thông thánh trí, Ngài vẫn biết được
cái chúng sanh này vừa mới tử tái sanh ở đâu đó. À, quý vị thấy đó là cái chỗ này nè. À, chúng ta phải nhớ cái chỗ này là cái xứ của Ngài, là không có ngoài Ngài á. Chúng ta phải hiểu Ngài có cái hành xứ không có giới hạn, không có giới hạn. Và cái từ Ananta đó là một cái nhóm từ vô biên. Vô biên tức là không có biên giới. Ví dụ thiên nhãn của Ngài là Ngài nhìn xa vô cùng vô tận, hay là Ngài nhìn thấy sanh tử của chúng sanh, hay nhìn Ngài suy xét về nghiệp quả của chúng sanh, hay là Ngài suy xét về cái sự trôi lăn sanh tử các kiếp của Ngài, hay là cái thiên nhãn Ngài thấy được những cái duyên nào của những cái người tròn đủ Ngài đến để tế độ giáo pháp, mặc dầu có những cái duyên là cái người đó nghe thời pháp của Ngài hàng trăm ngàn kiếp sau mới đắc đạo quả, Ngài vẫn biết và Ngài thuyết cái thời pháp đó để cho cái tâm của người đó tích lũy cái dòng pháp đó, đến cái thời kỳ mà 500-700 ngàn kiếp đó sẽ chứng đạo quả. Quý vị thấy hành xứ ở chỗ này nè, đó, vô biên là ở chỗ này. Như vậy gọi là Alanta vô biên, là nơi cuối cùng, hoặc là nơi cuối cùng không có điểm cuối. Hay là cái thiên nhãn của Ngài, Ngài nhìn, Ngài nghe tiếng chư thiên và loài người xa cho đến vô cùng vô tận. Những cái thần thông thánh trí, hay là cái tuệ giác của Ngài, Ngài thấu hiểu tất cả từng chi tiết của các cái thực tại trong đời sống hàng ngày và hiện tướng sự hoại diệt của nó, duyên sanh và duyên diệt của nó. Để chúng ta thấy đó, cái bài kệ này ấy, cái câu vô biên gì ở đây chúng ta phải hiểu là như vậy. Và tiếp đầu an tức là không, an tá danh từ chúng tánh là điểm cuối. Còn cái từ gô chá rá là cái danh từ năm tánh, hành xứ hay cảnh giới. Cảnh giới thì Ngài thông thấu tất cả 31 cõi, và Ngài cũng thông thấu tất cả các cái loại sanh, thai sanh, loãng thân, thấp sanh, hóa sanh. Rồi Ngài thông thấu tất cả các cái căn môn thực tại về sáu thức, sáu thọ, sáu hành, sáu sắc, sáu tầm, sáu tứ, sáu tư, sáu ái, thì Ngài thông hiểu tất cả những cái đó. Hành xứ ở trong cái bài này, cái gô chá rá đó, thì trong cái bài này nó phải là như vậy. Là cái gô tức là cái danh từ lam tánh, ở đây cái nghĩa là cái con bò. Nhưng mà cái gô chá rá ở đây thì nói đến cái hành xứ, cái cảnh giới. Và tiếp theo nữa, cái từ chá rá thì cái căn của nó là căn cha, đó là danh từ lam tánh, cái nghĩa của nó là người đi bộ. Và cái từ upadang, cái từ upadang này nó có hai cái hợp từ, đó là từ á ghép với từ bát đát, nó là danh từ năm tánh chia theo đối cách, là không có dấu chân hay không có vết tích. Tiếp đầu ngữ á nghĩa là không, bát đát tức là cái chân hay cái dấu chân hay cái vết tích. Còn cái từ kê đá, kê lá thì đó là cái danh từ đại nghi vấn, cái danh từ chúng tánh mà nó chỉ cho cái đại nghi vấn, và ở đây chia theo sử dụng cách là với
ai hay với người nào hay với lối đi nào, vân vân. Còn cái từ pá đê ná chúng ta biết rồi, pá đê ná là cái cũng có nghĩa đồng nghĩa từ pá đá đó, danh từ trung tánh, ở đây chia theo sử dụng cách, đó là bằng lối đi, bởi dấu chân, bởi vết tích, nê sắc tháp, căn của nó là căn ly, là sẽ dẫn đi, sẽ dắt đi. Và bài kệ này được Ngài Thích Minh Châu dịch với vần kệ là: vì chiến thắng không bại, vì bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, bậc không để dấu tích. Thì cái câu cuối là một cái câu hỏi. Cái câu hỏi ở đây là hỏi là thế gian này không có ai có thể, liệu có ai có thể biết được cái Phật giới mênh mông, ai có thể dùng cái chân mà theo dõi được không, bậc mà không để dấu tích. Đó là cái ý nghĩa của cái từ trong cái bài kệ này. Và tiếp theo đây thì chúng ta sẽ được nghe về cái tích truyện. Thì chúng ta biết là cái tích truyện này thì nó liên quan đến hai ông bà La Môn, là cha của cô làng Magandhiya, mà chúng ta biết là sau này là một cái hoàng hậu của đức vua Pasenadi. Và cái tích truyện đó thì nó có rất nhiều, ba bốn cái tích truyện mà để nói về cái làng này. Nhưng mà ở đây thì cái mục đích ở đây chính là cái bài kệ này thì này nói đến, liên quan đến cái vấn đề là Ngài để lại cái dấu chân để cho hai ông bà La Môn biết được, và từ đó thì Ngài thuyết pháp và hai ông bà chứng đắc đạo quả A La Hán. Như vậy cái câu kệ pháp cú này thì Đức Thế Tôn Ngài thuyết khi mà Ngài vừa mới chứng ngộ đạo quả. Ta biết là cái không có đúng, bởi vì sau bao nhiêu năm thì Đức Phật mới tế độ mấy cái ông bà La Môn này. Khi mà Ngài chứng ngộ đạo quả dưới cái cội cây Bồ Đề, và đề cập đến ba cái làng ma nữ là con gái của ma vương á, nàng Raga, nàng gì mà ba cái làng đó bình thường xin nhớ cái từ bây giờ quên, xin lỗi quý vị ha. Và được biết rằng thì chúng ta biết là trong cái kinh thành xứ Kuru á, thì lúc bây giờ thì có bà La Môn tên là Magandhiya, và con gái của ông cũng tên là Magandhiya. Và ông có được một cái làng con gái vô cùng xinh đẹp, cũng tên là làng Magandhiya. Thì với cái làng này thì cái sắc đẹp rất là kiêu sa và lộng lẫy. Thì chúng ta biết là có rất nhiều những cái vương tôn công tử rất là mến mộ cái nhan sắc của làng và đã cho đến cầu hôn làng. Nhưng mà cái vị bà La Môn này khước từ tất cả vì không thấy ai xứng đáng, nhìn về cái phương diện không thấy ai xứng đáng ở trong đó, mới nói rằng các vị không có xứng đáng với cái nhan sắc của con gái của tôi. Thì một hôm thì theo cái phong tục bà La Môn á, thì ông bà La Môn Magandhiya đi đến cái đền thờ của mình. Và bây giờ thì theo cái thông lệ chư Phật á,
thì vào cái thời hừng sáng thì với cái Phật chí của Ngài thì Đức Thế Tôn quan sát thấy cái thế gian và cái hình ảnh Bà La Môn Ma Kandy Gia tự động in dấu vào cái tuệ nhãn của Ngài, và Ngài suy xét đến cái nhân duyên và Ngài thấy được cái duyên lành của hai cái người vợ chồng này sẽ đắc A-la-hán. Thì khi mà trời sáng thì Đức Thế Tôn mặc y và tay cầm bát, Ngài ngự đến cái đền thờ thần lửa để mà tế độ cho vợ chồng Bà La Môn Ma Kandy Gia. Và bây giờ thì Bà La Môn Ma Kandy Gia đó vừa đến cái đền thờ lửa thì ông nhìn thấy Phật tướng, ông nhìn thấy cái tướng của Ngài rất là trang nghiêm, rất là tuyệt hảo, vô cùng đẹp đẽ với những cái nhân tướng hiển lộ. Và ông khởi lên cái sự suy nghĩ rằng là trong cái thế gian này từ nhỏ tới lớn ta nhìn rất là nhiều người nhưng mà ta chưa từng thấy được ai có cái sắc diện mà nó đẹp đẽ và nó trang nghiêm đến vậy như là cái vị Sa môn này. Thì cái vị Sa môn thời đó thì vị đó cũng giống cũng nghĩ là những cái vị đạo sĩ là có thể lấy vợ lấy con được thôi à. Thì cái vị này cái tướng sắc đẹp kiều diễm của con gái mình và vì đó nghĩ rằng vậy ta hãy gả con gái ta cho cái vị sa môn này hay đạo sĩ này. Và thế rồi ông Magandhija đi đến Đức Phật và nói rằng thưa sa môn của ta, sư sa môn anh Tuấn, tôi có được đứa con gái tên là Magandhija, nó rất là tuyệt mỹ, rất là xứng đáng để làm vợ của ngài. Tôi sẽ gả nó cho ngài để nó được phụng sự ngài. Ngài hãy đợi tôi ở nơi này, tôi sẽ dẫn nó đến đây. Thì khi mà nghe như vậy đó thì Đức Thế Tôn cũng không tán thán, cũng không ngăn cản. Thì Bà La Môn Magandhija mới tự động trở về nhà và nói với vợ của mình rằng này bà, nay tôi trông thấy một cái người sa môn rất là xứng đáng với con gái của mình, chúng ta sẽ gả Magandhija cho cái người á. Thì cái người vợ Bà La Môn Magandhija mới bảo ông Magandhija trang điểm cho con gái mình thật là tế nhị và đẹp đẽ, thì rồi cùng nhau đi đến cái nơi ngự của Đức Thế Tôn. Thì lúc bấy giờ những cái người gần đó người ta cũng hiếu kỳ và cũng rủ nhau đến xem cái người mà Magandhija vừa tán tụng sao đẹp đến đâu mà ông ta khen dữ vậy, và trong đó bao nhiêu người chàng trai đẹp đến hỏi con gái ông thì ông không chịu. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn không đứng tại nơi đó mà ngài chú nguyện, ngài để lại cái dấu chân để tế độ hai cái ông Bà La Môn này. Rồi ngài đi đến một cái nơi gần đó không xa mấy, thì tương truyền rằng dấu chân của chư Phật á, chỉ xuất hiện ở nơi mà ngài chú nguyện rằng người này hãy nhìn thấy dấu chân của Như Lai tại nơi đó, còn những cái người khác thì không thể thấy được. Rồi ngài đạp xuống và lưu lại cái dấu chân, ngoài ra thì không hề lưu lại cái dấu chân Đức Phật. Thì khi mà hai vợ chồng ông bà Magandhija đi đến á, thì không thấy Đức Phật, thì cái người vợ mới hỏi chồng rằng này ông, cái người ấy đâu rồi? Tôi có dặn rằng ông hãy đứng chờ đợi ở đây cơ mà. Thì Bà La Môn Magandhija nhìn quanh thì nhìn hoài thì chợt ông nhìn thấy cái dấu chân được lưu lại của Đức Thế Tôn và ông reo lên rằng đây rồi, dấu chân của cái người đó vẫn còn ở đây này, người ấy đã để lại dấu chân cho chúng ta.
Thì lúc này bà vợ đó là một cái người rất là tinh thông về những cái tướng của nam nữ. Thì bà vợ Magandhija mới nói với chồng mình nè, khi mà là cái người mà tinh tường về khoa chiêm tướng như vậy, thì bà quan sát cái dấu chân Phật và bà nói với chồng rằng: này ông ơi, cái việc ông định gả Magandhija cho cái người này nó không có được đâu, nó không hợp chút nào cả, vì đây là dấu chân của người không còn thọ hưởng dục lạc. Này bà, sự hiểu biết về khoa chiêm tướng của bà ví như là cá lội trong lu nước mà thôi. Chính tôi đã nói với vị sa môn ấy rằng tôi sẽ đem con gái mình gả cho ngài, vị ấy đã im lặng nhận lời rồi. Và người vợ này tiếp: thưa ông, tuy ông đã nói như thế nhưng mà đây chính là dấu chân của bậc đã đoạn lìa mọi cái phiền não rồi. Và bà ngâm lên cái bài kệ rằng là: người ái dục với nhiều phiền não thì dấu chân lõm ở giữa, người nhiều sân hận thì dấu chân nặng về gót, người tham ái thì dấu chân thiên nặng về đầu ngón chân. Cái đầu ngón chân nó quắp xuống, nó hay bám vào đất đó, ha. Cái người mà bàn chân bằng phẳng như lầy là cái người đã chấm dứt phiền não rồi. Và ông chồng mới nghĩ là: thôi đi bà chớ có ồn ào như thế, chúng ta sẽ tìm thấy vị sa môn Tuấn Tú kia. Thì hai vợ chồng bà La Môn Magandhija đi tìm thì thấy bậc đạo sư, và ông liền chỉ cho vợ rằng: này bà, đây chính là vị sa môn mà tôi đã nói đó. Ông đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn xong thì rồi mới thưa rằng là: thưa Sa Môn, tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho ngài. Thì đây là con gái tôi có tên là Magandhija. Thì khi đó Đức Như Lai không có nói, và Đức Thế Tôn đâu có cần đến con gái ngươi. Ngài này phán dạy Bà La Môn thế này: này ông Bà La Môn, Như Lai sẽ nói cho ông cái điều như vậy, ông có chịu nghe chăng? Vâng thưa Đại Sa Môn. Và Đức Thế Tôn liền thuật lại cái câu chuyện từ khi ngài rời hoàng cung Kapila Vastu và ngài đi tìm cái đạo giải thoát, cho đến khi mà ngài thắng phục tất cả những ma lữ, tất cả những phiền não, và ngài tóm tắt là ngài kể khi mà Đức Bồ Tát từ bỏ vương vị đơn ngựa. Và ngài xuất gia trở về thành bậc toàn giác vô thượng và nhằm cứu vớt chúng sanh. Và ngài kể cho ông Bà La Môn đó nghe là từ khi ngài xuất gia đó thì những cái bị ma vương theo dõi ngài. Và kể từ hôm đó thì ma vương luôn luôn theo dõi tâm của Bồ Tát để tìm những cái sơ hở của ngài và hòng để mà bắt lỗi, chọn cả 6 năm dài như thế và đã không tìm được cái lỗi lầm dù chỉ là một chút ít của ngài. Và sau 6 năm tinh cần khổ hạnh thì ngài đã ép sát quá mức trong cái khổ hạnh nhưng không thể đạt được cái đạo quả giải thoát. Và thế rồi nhân nghe được cái tiếng đàn cầm 3 giây, mà khi ngài phát hiện ra những cái tiếng đàn đó thì ngài thấy có những cái tiếng đàn nó căng, có những cái tiếng đàn nó trùng, có những cái tiếng đàn thì nó vừa phải. Ngài thấy cái căng dây đàn thì nó sẽ đứt, mà trùng quá thì âm thanh nó không thể du dương đúng cái điệu hòa âm thủ diệu hợp với nhau được. Và ngài từ bỏ cả hai cái cực đoan là khổ hạnh và lợi dưỡng, và ngài thực hành theo cái con đường trung đạo. Thì dưới cái cội cây Bồ Đề đó, sau khi chiến thắng Ma Vương cùng cái binh tướng trong cái đêm rằm tháng Vesak, thì ngài chứng đạt vô thượng chánh đẳng chánh giác, và ngài ngồi dưới cội Bồ Đề để hưởng hương vị giải thoát.
Và cũng đó vào cái tuần lễ thứ năm thì ngài ngự đến cái cây Achyapana Nirodha, khi mà lúc đó ma vương đang sầu khổ ngồi ven đường và vạch lên 16 vạch so sánh cái sự thua kém của mình đối với Đức Thế Tôn á, thì ma vương mới suy nghĩ: bấy lâu nay ta hằng theo dõi để tìm lỗi nhưng mà không tìm được cái lỗi lầm nào, thì nay y đã thoát ra khỏi cái quyền lực của ta rồi. Thì bây giờ ba cái nàng tiên nữ con gái của ma vương mới thấy cha mình có cái tâm cố tìm gặp ma vương và suy nghĩ phụ vương của ta đang trú ở nơi nào, thì ba cái thiên nữ thấy cha mình đang ngồi bên cái vệ đường và đi đến mới bạch hỏi là: thưa cha, vì sao cha lại sầu não như thế? Thì ma vương mới thuật lại cái câu chuyện cho ba cái nàng thiên nữ đó. Thì các nàng mới nói là ma vương mới nói ma vương rằng: thưa cha, chớ có lên sầu não nữa, chúng con sẽ làm cho Siddhartha ở trong cái quyền lực của chúng con rồi sẽ dẫn về cho cha. Này các con, không một ai trong thế gian này có thể làm cho vị đó rơi vào cái quyền lực được nữa đâu. Nhưng mà ba cái làng này thì nhất trí quyết định đi đến dụ dỗ, và ngài nghĩ rằng tất cả chúng sanh đều chết bởi, khi mà ái sanh khởi thì đều chết bởi những cái lữ nhân theo trẻ hoặc là trung hoặc là già, thì có đều đặt những cái cạm bẫy này đều trói hết. Nhưng mà làng dùng đủ mọi cách để thử, nhưng mà rút cục thì không sao mà chiến thắng được Đấng Đại Giác, và làng đã thua. Và từ đó thì cha làng với làng đều đều biến mất và không còn tuổi hổ và biến mất. Và Đức Thế Tôn đã tận diệt mọi cái tham ái phiền não rồi, ngài mới tuyên bố rằng: các ngươi mong Như Lai rơi vào quyền lực của các ngươi do nhân nào được chứ? Và hai cái bài kệ này được Đức Thế Tôn nói lên là: Chí tăng la quá chi giác tiết, chí tăng giác sát lô gia tiết lô kê cô chí lô kê, tăng bút tháp mát năng tác gô chắc răng áp bát đăng kê nát bát đê nát nê sát tháp. Vì chiến thắng không bại, vì bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích. Câu thứ 180 là: Giác sát cha niết ly quý sát ca tăng ha nát thí cú hình chí nê tác quê, tăng bút thăng ma năng ta gô chắc răng áp bát đăng kê nát bát đề nát nết sát tháp. Ai giải tỏa lưới tham ái phục hết dắt dẫn, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích. Đó là cái bản dịch chú giải của ngài Pháp Minh mà chúng con đọc đến Chư Tăng và cùng quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ chia sẻ cái bài câu kệ này. Thì chúng ta biết là bao nhiêu cuộc chiến tranh đi qua, và chúng ta cũng chiến thắng rất là nhiều người trong những cuộc tranh cãi, tranh luận. Và những cuộc chiến tranh nào cũng đều để lại dấu tích. Vì những cái cuộc chiến tranh đó đều sử dụng vô minh, phiền não và tà kiến. Chiến tranh đó thì luôn luôn để lại dấu tích của sanh tử, để lại dấu tích của oán thù, để lại dấu tích của nghiệp và quả của nghiệp, để lại những bãi chiến trường máu lửa tang thương, nhà cửa
tan nát, khóc than. Dấu tích của chúng thì để lại trước mắt là sự hoang tàn, những thân xác được chặt ra từ hai bãi chiến trường, nơi này nơi kia, máu đổ đầu rơi, vợ chồng con cái chia ly, nhà cửa bị đốt cháy, vườn tược thì bị bỏ hoang, dân làng thì trốn tránh. Sự chiến tranh đó thật là, sự chiến thắng đó thật là tàn khốc. Sự chiến thắng đó để lại cái dấu vết của nghiệp và quả của nghiệp. Và cái sự chiến thắng đó thì kẻ thì mất mạng, kẻ thì bị thương, kẻ thì bị tù tội, kẻ thì bị đọa xứ trong những cái cõi khổ. Nhưng mà có một loại chiến thắng tối thượng mà không có một vết tích nào cả, đó chính là chiến thắng phiền não. Và phiền não thì không có thể sử dụng bằng vũ khí, không có sử dụng, không có thể sử dụng bằng nắm đấm, không có thể sử dụng bằng, mà chỉ có thể sử dụng bằng dõi theo, quan sát, hiểu biết, thầm lặng an tịnh với trí tuệ. Cuộc chiến thắng đó, nếu đã thắng được rồi thì không bao giờ bị bại trận. Vì chúng cắt đứt mọi cái con đường sanh tử, không để lại cái dấu vết sanh tử, nên là thần chết ma vương không thể bắt được, ma vương không thể bắt được, ma vương không thể bắt được. Vậy thì ở đây chiến thắng cái gì? À, chúng ta biết là Đức Thế Tôn đã chiến thắng tất cả phiền não, tất cả những cảnh giới của ma, Ngài đều thấu rõ và diệt tận hết. Ngài chiến thắng vẻ vang bằng thanh gươm trí tuệ, bằng cái con đường trung đạo. Ngài không có dùng đao kiếm, không có tổn thương bất cứ một mạng sống nào, cũng không có tổn thương bằng bất cứ một cái lời nói ác độc nào. Và Ngài chiến thắng bằng sự chánh niệm tỉnh giác, Ngài chánh niệm, Ngài chiến thắng bằng cái sự từ bi, Ngài chiến thắng bằng cái sự suy xét soi thấu vào bản chất của các pháp. Sự thật thì đang ở đây các bạn ạ, à, chân lý thì nó đang hiển hiện ngay trước mắt của chúng ta. Chúng ta đi tìm ai đó, đi tìm một cái phương pháp nào đó, đi tìm một cái trường thiền nào đó. Chúng ta đang đi tìm cái chân lý, chứ không phải là chúng ta đang đối diện với chân lý. Chúng ta đang đi tìm thì không có được. Đức Phật biểu chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta thường quên hết pháp của Ngài. Nói vi diệu lắm. Hãy đến để mà thấy. Mà pháp này thì không phải làm cái gì cả. Chỉ có nghe và hiểu. Và rồi pháp lại sanh lên để đón chờ trí tuệ để hiểu mà thôi. Ở đâu ư? Xin thưa với các bạn,
cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, cứng mềm, nóng lạnh, những cảm thọ, sáu giác quan và sáu cảnh đang tương tác. Ở đó có khổ đế, có tập đế, có diệt đế, có đạo đế. Chân lý luôn đang ở đây, ở ngay đây và bây giờ, nhưng nó bị che lấp bởi vô minh. Và chúng ta luôn luôn không chịu nghe và tác ý đến pháp. Chúng ta luôn luôn quên pháp, luôn luôn đang quên pháp là thực hiện giờ. Và chúng ta cứ nghĩ rằng tôi phải đi tìm một cái con người nào đó giác ngộ để nói cho tôi về cái sự giác ngộ. Thế thì giáo pháp Đức Phật thuyết để làm gì? Pháp là chúng ta không tin vào cái pháp đang có thực đó, thì niềm tin của chúng ta về Đức Phật là tin về cái gì? Nếu chúng ta tin về pháp thì chúng ta tin về cái gì? Chúng ta tin về tăng chúng thì chúng ta tin về cái gì? Niềm tin của chúng ta vô cùng hão huyền nếu mà chúng ta không thực sự tin rằng cái thấy đang là pháp, cái nghe đang là pháp, ngửi đang là pháp, nếm đang là pháp. Cái đó bị vô minh và chấp thủ. Nếu mà cái đó được nghe, tôi không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi, cái đó không phải là con người, không phải là chúng sanh, không phải là ai cả, thì cái vị đó là vị chiến thắng. Như vậy Đức Phật chiến thắng gì? Đức Phật chiến thắng các cái pháp này. Ngài chiến thắng tà kiến, chiến thắng vô minh về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm, những cái cảm giác, cảm thọ trong đời sống hàng ngày. Chúng biến đổi như thế nào? Với chánh niệm tỉnh giác, Ngài bắt được chúng hết và Ngài thấy tuyệt đối không có một pháp nào là ngã, là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi cả. Do vậy, sáu cái căn này, Ngài thấu rõ tất cả các pháp. Và không những thấu như vậy, và từ đó với trí tuệ của Ngài, Ngài thấu cả tam thiên đại thiên thế giới. Nên Ngài không bị bất cứ cái gì đánh bại cả. Và chúng ta muốn chiến thắng được á, thì chúng ta phải ngồi lại với nhau, và khi mà chúng ta ai đó đang tranh luận về một cái điều gì đó, thì chúng ta phải luôn nhắc rằng là thế cái gì là thực hiện giờ? Thì chúng ta sẽ thấy được pháp rất là vi diệu, phải không? Hễ mà chúng ta thấy pháp rồi thì sự tranh luận cãi cọ nó không còn nữa, và chỉ có sự hiểu biết và tình thương nó sẽ sanh khởi. Cái thấy, cái nghe nó có sâu kín không thưa quý vị? Nó quá sâu kín, phải không? Nó sâu kín đến nỗi mà nó không thể tưởng tượng được đâu. Và chúng ta luôn quên về nó, phải không ạ? Luôn luôn quên về pháp là thực hiện giờ. Nên là chúng ta luôn luôn chạy đi tìm một cái gì đó để hiểu được pháp. Nhưng mà chúng ta tìm cái gì để hiểu được pháp? Không có tìm cái gì được hết. Mà chỉ có nghe về lời Đức Phật dạy và Ngài dạy về cái gì là thật. Thì từ cái thực đó, nghe về cái thực thì sẽ có cái hiểu về cái thực. Có cái hiểu về cái thực
thì mới có chân thật về cái thực. Có chân thật về cái thực thì mới có lòng tàm, lòng quý, mới có giới, có định, có tuệ được. Mới diệt tận vô minh được. Ngài là bậc chiến thắng không có bại. Ngài chiến thắng cái gì? Ngài chiến thắng tất cả mọi phiền não xuyên qua sáu căn môn này. Ngài chiến thắng tà kiến chấp thủ, cho rằng thân này là của tôi, thấy nghe ngửi nếm đụng này là của tôi. Ngài thấy rõ từng pháp một, không có pháp nào là tôi hay của tôi cả. Ngài thấy không rõ cái đặc tính riêng và đặc tính chung của nó. Ngài thấy rõ được cái tâm thấy là khác, mà cái đối tượng thị giác là khác, cái con mắt là khác. Và cái thọ về cái thấy là khác, cái xúc về cái thấy là khác, cái tưởng về cái thấy là khác. Cái tưởng về cái thấy thì không phải là cái thấy. Ngài thấy rõ được duyên sanh ra cái thấy là khác, duyên sanh ra cái xúc là khác. Ngài thấy được rằng tất cả những cái này, mỗi pháp đều có đặc tính riêng của nó, nhưng đặc tính chung của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Bởi vì cái thấy nó phải vô thường thì cái tham và cái xúc đó nó phải vô thường thì cái thọ nó mới sanh khởi. Do vậy cái thọ này nó cũng vô thường. Thọ làm duyên cho ái. Do vậy cái thọ này nó cũng vô thường. Nên nó là khổ. Thì Ngài giác ngộ. Ngài chiến thắng là Ngài chiến thắng cái đó. Ngài chiến thắng cái sự thật của các pháp. Và còn những người thế gian thì họ làm sao mà họ cố thuyết phục, họ cố nói, họ tìm mọi cách họ cãi cho bằng được để chiến thắng, để chiến thắng để mà bảo vệ cái tôi, cái ngã mạn của mình. Họ chiến thắng bằng cái sự sân hận, bằng cái sự chém giết, rằng là phải giết cái đối tượng này đi, không thì để nó lải nhải hoài. Và họ tưởng như vậy và họ chiến thắng trong cái sự chết, họ chiến thắng trong cái sự đọa đày, họ chiến thắng trong cái sự khổ, làm khổ mình khổ người. Nhưng mà Đức Thế Tôn bậc đại trí, Ngài chiến thắng không phải tranh luận hay là lập ra những cái chiến trường quân đội bạn bè hùng mạnh để đàn áp đối phương bằng gậy, bằng gọc, bằng đao, bằng kiếm, không có. Ngài là bậc chiến thắng tận cùng, đó là vô minh, tà kiến, ngã mạn, phóng dật, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Ngài chiến thắng cái nguồn gốc mà sanh ra tất cả mọi khổ đau, mọi oán thù. Ngài chiến thắng tất cả những cái đưa đến những cái nghiệp quả, tái sanh đau khổ. Ngài chiến thắng cái đó. Do vậy là vì chiến thắng không bại, tức là ở ngoài đời thì chiến thắng 100 lần, 1.000 lần thì cũng có lần bại, bởi vì già cả già đua
thì cũng khác chém giết những cái binh đoàn khác, người ta lên rồi mình bị giả lua thì người ta cũng chém giết. Cái đó là chiến thắng rồi lại thất bại rồi lại chiến thắng. Nhưng mà ngài chiến thắng tột cùng đó là những cái giặc ở bên trong, tính là phiền não, tham sân si, mạn nghi tà kiến phóng dật. Ngài chiến thắng cái gốc rễ, bứng cái gốc rễ ra lên. Và ngài chiến thắng như vậy nên là ngài không bao giờ bị thất bại. Ngài không bao giờ bị thất bại. Ngài không còn tranh luận với đời, không còn hơn thua với đời. Nên là ngài bước đi trên đời. Ngài bước đi trên đời, ngài giáo hóa chúng sanh, nhưng ngài không bị những cái tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, tám cái ngọn gió đời khen chê vui buồn này kia, ngài không còn, tâm của ngài không có bị chi phối nữa. Và ngài không để lại bất cứ một dấu tích nào của sanh tử. Tên là dầu ma vương vĩ đại đến mức độ như thế nào thì cũng không thể tìm thấy được khi mà ngài an trú vào Niết Bàn. Và chúng ta biết cảnh giới của chư Phật thì rộng mênh mông, vô lượng, vô biên. Ngài đang ngồi thuyết pháp như vậy, nhưng mà với thiên nhãn thuần tịnh, ngài vẫn thấy được chư thiên đang lắng nghe, hay là ngài vẫn thấy được những cái người tu tập, đang tu tập trong giáo pháp của ngài bị đọa xứ. Rồi ngài thức dậy vào ban sáng như vậy, ngài ngồi an tịnh như vậy, thì cái trí thiên nhãn của ngài khởi lên và ngài thấy rõ được chúng sanh nào cần tế độ, đắc đạo quả ngay, hay là hàng trăm ngàn kiếp sau đắc đạo quả. Thì ngài cũng đến đó, ngài thuyết cái bài pháp đó để gieo những cái hạt giống lành vào cái tâm trí đó, và họ tích lũy cái thời pháp đó hàng trăm ngàn kiếp sau, họ sẽ chứng được quả vị A-la-hán. Đó là Phật giới của ngài lớn mênh mông vô lượng và không có ai có thể dò tìm được hết. Và ngài cần thiết ngài quán về quá khứ của cái chúng sanh đó, hay là của ngài tiền thân. Không những vậy, ngài còn biết được các cái tiền kiếp con của ngài, mặc dầu như ngài Xá Lợi Phất, hay là ngài Kassapa, hay ngài Ananda, là những cái vị mà đại trí đại tuệ, nhưng mà cũng không có thể biết được tất cả những cái kiếp của ngài, của mình. Và khi mà Đức Thế Tôn khởi lên thì ngài cũng chỉ ra cái kiếp đó, Ananda là như thế này, ta có tên như này, Ananda có tên như này, hay là Đề Bà Đạt Đa. Đó là cái Phật giới của ngài rộng mênh mông vô lượng, không thể nghĩ bàn được. Và tất cả những cái cảnh giới của sáu căn, bất cứ những cái sắc nào xa xôi thù diệu hay là thấp hèn như thế nào, đối tượng thị giác, ngài đều tỏ thông hết, không có chấp thủ. Và ai dùng chân giỏi bậc không để dấu tích. Và chúng ta biết ai ở đây chỉ cho ác ma. Và chúng ta biết thì ma thì có 5 loại ma, phải không? Chư thiên ma, pháp hành ma, tử thần ma. Chư thiên ma, pháp hành ma, ngũ uẩn ma, tử thần ma và phiền não ma. Như vậy người nào còn ít phiền não, thì ma nó cũng bắt gặp được hết.
Và bất cứ người nào còn một chút ít phiền não thì nó cũng tỏ ra thân và khẩu, giàu ít hay nhiều. Như vậy, thân khẩu ý nó không thật sự được thanh tịnh, toàn vẹn. Do đó mà vẫn biết được, nghiệp vẫn biết được, phiền não vẫn biết được. Nhưng mà Ngài đã tận diệt hết những cái phiền não ma, pháp hành ma. Ngài không để lại một cái mầm mống nào sanh tử nữa cả, tâm của Ngài đã hoàn toàn tận diệt. Nên là trong kinh, trong câu Phúc Cú nhiều câu chúng ta biết Đức Phật thuyết về ma đó, là nhiều người, những cái bà la môn đã cho những cái vị đi theo dõi cái hạnh của Đức Thế Tôn 6 năm cũng không thấy được cái cử chỉ hành động lén lút nào dầu là nhỏ nhất từ nơi Ngài cả. Vì đơn giản là sao? Vì đơn giản là Ngài đã chứng ngộ Pháp, liễu ngộ Pháp là như vậy. Còn chúng ta không có chứng ngộ, không có liễu ngộ Pháp, dầu chúng ta có che đậy đi cách nào đi chăng nữa, hay là không che đậy, thì chất của phiền não chúng vẫn phải phọt ra ngoài với thân khẩu ý của mình, không thể nào tránh khỏi được dầu bất cứ hành thức nào. Và cái kẻ phàm phu, cái kẻ tà kiến không có học hiểu giáo pháp của Đức Phật đó, thì tu tập này chỉ thích giấu giếm những cái phiền não, cứ cho mình là tốt, cho mình là tốt đẹp. Mình nghĩ mình là một vị sư hay là một cái gì đó giữa hội chúng, mình cần phải trước hội chúng thì mình phải cần như thế này, cần như thế kia. Đó là một cái dạng của phiền não mà chúng ta không thật sự thấy được nó. Và phiền não chỉ là một pháp cần để hiểu thôi. Nếu mà chúng ta không hiểu phiền não, chúng ta không nhận diện được vô minh trong đời sống hàng ngày, chúng ta lấy cái tư cách gì để mà chúng ta đi trên cái con đường giáo pháp của Đức Phật? Không. Nếu như vậy thì Đức Phật đâu có trình bày tất cả các bất thiện để cho chúng ta học hiểu. Nhưng mà chúng ta thường làm như thế, chúng ta thường che đậy, chứ chúng ta không thực sự hiểu. Ngày nào mà chúng ta không thực sự hiểu phiền não chỉ là phiền não, là pháp. Cái thấy cái nghe thì nó không thể có phiền não được. Nhưng mà do cái duyên của nó không như lý tác ý lên là sau cái thấy cái nghe mới có phiền não. Như vậy thì chúng ta mới biết thấy nghe là quả của nghiệp trong quá khứ. Và đây chính là quả của luân hồi. Khi mà chúng ta thấy được quả thì lúc này chúng ta mới phát hiện ra cái nhân của chúng và cái sự tích lũy của chúng. Nó nằm ngay sau những cái khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm đụng này. Chúng ta đòi nghĩ rằng chúng ta hành thiền, chúng ta hít thở cái này cái kia vào, làm theo phương pháp này phương pháp kia, chúng ta nghĩ rằng đó là sự thực hành giáo pháp để đem tới sự giác ngộ, nhưng đó thực sự không phải là như vậy. Tứ niệm xứ không có phải là như vậy. Chánh niệm không sinh khởi thì lúc đó không có cái gì để hiểu về chánh niệm được cả. Tham nó không sinh khởi thì không ai có thể hiểu được tham. Nhưng mà không thể ai làm một cái gì đó để cho tham đừng sanh khởi. Không, tham. Tham có sanh cho hiểu biết. Và chánh niệm không sanh khởi thì không có cái hiểu về chánh niệm được. Chánh niệm thì nó không có hiểu biết. Ai nói rằng chánh niệm hiểu biết người đó chưa gọi là giáo pháp của Đức Phật? Ai nói rằng biết rõ là chánh niệm người đó cũng không hiểu về chánh niệm, biết chỉ là một tâm bình thường thôi. Chánh niệm là một tâm sở, chánh niệm không phải trí tuệ. Chỉ khi có trí tuệ thì khi có mặt trí tuệ thì trí tuệ mới hiểu được chánh niệm là gì.
Và khi mà trí tuệ nó không đi đầu, nó không biết cái thực tại này là thực tại gì, cái pháp này là pháp gì, duyên của nó là gì, sanh lên như thế nào, diệt đi như thế nào, lấy cái tư cách gì để mà tu tập tứ niệm xứ. Và chúng ta nghĩ rằng hãy giữ chánh niệm đi, giữ chánh niệm đi. Ai có thể giữ được chánh niệm trong khi đó các pháp là vô thường, khổ và vô ngã? Cái thấy không có chánh niệm, nghe ngửi nếm đụng không có chánh niệm, tham sân si không có chánh niệm, thọ không có chánh niệm, xúc không có chánh niệm, thức không có chánh niệm, suy nghĩ không có chánh niệm. Chúng ta phải hiểu rất rõ ràng về chánh niệm. Chánh niệm thì luôn luôn là phải có trạng thái tâm an tịnh thiện pháp ở đó. Một là bố thí, hai là trì giới, ba là tâm an tịnh đang an trú vào được với cái đề mục của thiền, bốn là sự diễn tiến của các thực tại đang được trí tuệ nắm bắt, thì lúc đó cũng có chánh niệm ở đó. Như vậy chánh niệm của tứ niệm xứ là khác. Và xin thưa với các bạn rằng chánh niệm về 12 tầng tuệ, chánh niệm về các tầng tuệ cũng không bao giờ diệt trừ được phiền não, mà chúng chỉ là tỉnh giác trước các căn, không cho những cái phiền não xâm nhập vào thôi. Do vậy chỉ làm duyên để mà xả ly thôi, còn phận sự diệt phiền não không phải là chức năng của các tầng tuệ giác, mà chức năng của nó phải là tâm siêu thế. Lên là cái chi kiến mà chúng ta không thực sự vững chú được, không có đặt niềm tin chân thật, không có sự bền bỉ lắng nghe diệu pháp và tự suy xét một cách chân chánh để thấy được rằng chỉ có pháp mới là vị thầy của mình. Khi nào chúng ta thấy được như vậy thì mới nói đến cái chuyện là tứ niệm xứ. Và lúc đầu thì chánh niệm nó khởi lên rất là lác đác, và dần dần do nghe, do hiểu một cách tự nhiên trong ngày, thì đó là cái pháp làm duyên cho chánh niệm càng ngày càng sau khoảnh khắc cứ tiếp đối như vậy, và nó dày lên luôn mà thôi. Chứ còn thực sự không có một cái phương pháp nào thực hành cho chánh niệm sanh khởi được, bởi vì các pháp là vô ngã. Khi chúng ta hiểu đúng lời Đức Phật dạy với con đường trung đạo, cái chi kiến là cái tối thượng nhất, và một cái phương pháp nào để áp đặt cho nó thì đó đã đi lệch với cái con đường trung đạo xa lắm là xa. Và nên nhớ rằng chỉ có thực tại hiện giờ mới là đối tượng của tứ niệm xứ, mới là cái đối tượng để phát triển hiểu biết mà thôi. Còn quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Và hiện tại chính là đây, chính là những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, cứng, mềm, nóng, làm trong đời sống hàng ngày. Chúng ta đang tiếp xúc rất đỗi gần gũi đó, nhưng mà chúng ta quên nó là pháp. Và chúng ta nghĩ đó là tôi và của tôi và người này, người kia. Mà chúng ta quên mất ẩn ở trong đó là những cái thực tại đang hiện sinh trong đời sống hàng ngày, sanh và diệt. Chỗ này cái vị mà chiến thắng Đức Thế Tôn và các ngài chiến thắng đây đang hiện khởi này, do chúng ta dễ đua, do chúng ta phóng dật, do chúng ta mong cầu mà chúng ta không có thấy được rằng các pháp đang hiện khởi ở đây. Như vậy sát na thực tại để nói cho bạn biết được rằng bạn có thực sự là con của Đức Phật hay không, bạn có thực sự đi trên cái con đường thánh đế này không, bạn có thực sự có giới, có định, có tuệ hay không. Đây, chỗ này là vị chiến thắng. Như vậy cái bài pháp ngày hôm nay Đức Phật
Chúng con xin tán dương ơn Đức Phật và cũng nói cho mình hey, vì chiến thắng không bại, vì bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích. Ngài không để dấu tích, Ngài không còn phiền não, thì không có thể ai có thể theo dõi được. Các vị A-la-hán đệ tử của Ngài cũng không có bất cứ một ai ở trên đời có thể theo dõi được. Vì Niết Bàn không phải là cảnh giới của ma vương, không phải cảnh giới của tham, sân, của si, của ngã mạn, phóng dật, vô minh và tà kiến. Nên là vị chiến thắng trong bài kệ này là Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, không có ai có thể tìm thấy được, vì sau kiếp sống Ngài đã tịch diệt hoàn toàn, không còn ở bất cứ một cái cõi nào, Ngài đã vô dư niết bàn. Và bài pháp ngày hôm nay, phước báo kính dâng lên tất cả chư tăng, kính dâng tất cả chư chư thiên, nhất là Đức Vua Trời. Bài đế thích của mẹ là sắc sanh ngạ quỷ phi nhân Atula Diêm Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm những ngộ niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Phước báo này con nguyện là nhân là duyên, thành tựu ba la mật, nhất là trí tuệ chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng này, vì sanh tử luân hồi là khổ đau. Nam mô Bụt Thầy. Yeah. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài pháp cú số 179 ngày hôm nay cho chúng con nghe để hiểu học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức, và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến sư. Phật sắp bằng mang lăng ra khăn tu sắp bê đê hô ta sắp bằng bố ta nở phá vê nơ xa ra sở thi vô quân truy tê. Phật sắp bằng mang lăng ra khăn tu sắp bê đê hô ta sắp bằng hâm ma nở phá vê nơ xa ra sở thi vô quân truy tê. Phật sắp bằng mang lăng ra khăn tu sắp bê đê hô ta sắp bằng sẵn khá nở phá vê nơ xa ra sở thi vô quân truy tê. Tất cả phương pháp hành có định người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lễ thường đến định người, cầu xin do quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thường Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất, nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiền bệ cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náo phước hằng hà xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tính nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh bốn loại thông thường, nõn thai thấp quá khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quảnh đo đài, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng kịp thì
cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy Phật rồi. Xin cho cả thảy chúng con tân hóa trong pháp Phật rồi giáo truyền. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào room nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt. Nghe pháp xin đúng biết.